Vậy thì bây giờ sẽ là đặc quyền của nhóm cố định khi chiến thắng trong thử thách này. Trước nhất tôi xin mời 4 thí sinh thuộc nhóm cố định mà không có supporter tham gia trong tập này thì tiến lên một bước. Đặc quyền đầu tiên của nhóm cố định đó là 4 bạn sẽ được tự ý về một team nào mà các bạn thích để thực hiện thử thách chính của tập này. Xin mời các bạn. Em thích team chị Như Vân tại vì đấy là em nhìn đối thủ. Ok, vậy em vào team chị Như Vân nhé. Team Thùy rồi. Còn anh sẽ vào team của chị. Ok không? Trong lúc đó Long nghĩ rằng hai người nên về hai team. Bởi vì nếu như mà lỡ không may một trong hai có bị loại thì vẫn còn một người còn lại bảo vệ cho supporter Lê Thu Trang. Và đây sẽ là đội hình của 4 team tham gia chiến đấu ngày hôm nay trong thử thách chính. Nhóm cố định, mỗi một thí sinh sẽ được quyền lựa chọn một thí sinh trong nhóm luân phiên và đặt bạn ấy vào team mà các bạn mong muốn. Lựa chọn của mình và Alex là sẽ chọn Vĩnh Nam về team, bởi Vĩnh Nam là một đối thủ có ngoại hình và chiều cao rất tốt. Xin mời đầu tiên là team của supporter Hoàng Thùy. Thì mình có một chiến thuật rất là hay. Em sẽ chọn bạn Vĩnh Đam về team của chị Mai Ngô ạ. Xin mời Vĩnh Đam bước về team của supporter Mai Ngô. Cảnh Chun và bạn Hóa Trần, hai bạn có một cái gọi là chiều cao rất là bằng nhau ấy. Với cái chiều cao như này và một chiều cao như này thì không biết rằng đội bên đấy sẽ phối hợp như thế nào. Anh chờ đó. Người tính không bằng trời tính. Vĩnh Nam về team khác rồi thì tiếc thôi. Em xin phép chọn anh Xuân Đạt về team của em ạ. Một cuộc thi sẽ có cái sự gọi là đoàn kết, và mong làm sao cho hai bạn ấy khi đã về đội của mình thì hai bạn ấy sẽ có cái sự gọi là giải hòa. Ồn ào thì dẹp qua bên. Bây giờ hai đứa mình đang là chung cùng một team rồi, và hai đứa mình phải làm thế nào để cho team của bọn mình giành chiến thắng. Đạt cũng gạt qua tất cả mọi thứ để tập trung vào phần thi chính. Còn kết quả ngày hôm nay thì vẫn mãi mãi là không công tâm. Và bây giờ sẽ là sự lựa chọn của hai thí sinh thuộc team Mai Ngô, Hóa Trần. Em xin chọn bạn Hồ Tài về đội của chị Hoàng Tuyền. Rồi Cảnh Chun, bạn chọn ai? Em chọn anh Chip ạ, về đội của em ạ. Xin mời Chip về team của Mai Ngô. Và nếu như cái gì không thay đổi được mình cứ chấp nhận, xong mình tìm cái cách nào, mình tìm cái chiến lược khác để mình có thể vượt qua. Em xin chọn Đình Pháp về team của em ạ. Xin mời Đình Pháp về team của Như Vân. Em muốn... em xin lấy Pháp về team em ạ. Xin mời Luka Pháp sẽ về team của Như Vân. Chào mọi người. Em muốn chọn anh Pháp về team của em ạ. Em tính toán là làm thế nào để cho những thí sinh trong đội có sự đồng đều nhất. Thấp bé thì nó sẽ rất là khó để bắt cặp. Mr. Min for our team. For your team. So, xin mời em. Báo ơn. Em chọn bạn thứ hai về team Mai Ngô. Là An Duy sẽ về team Mai Ngô. Thì cũng cháy thôi, có gì đâu. Bạn còn lại sẽ đưa ra quyết định. Xin mời ạ. Cho em xin chọn bạn Thành Trung về với team chị Hương Ly ạ. Xin mời. Em xin phép chọn anh phía ngoài về team chị Mai Ngô ạ. Vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ về team của supporter Hương Ly. Xin mời bạn. Ok. Yeah. Yeah. Vậy thì đây sẽ là đội hình chính thức mà các bạn sẽ tham gia thi đấu ở trong tập này. Cá nhân Thắng cảm thấy rằng khá là dè chừng team của supporter Mai Ngô, bởi team của supporter Mai Ngô có những thành viên khá là đồng đều về ngoại hình, sắc vóc và có một đối thủ vô cùng nặng ký. Với đội hình của mình ngày hôm nay ấy, không thắng thì chắc chắn lại phải đi kiện ban giám khảo vì không công tâm thôi. Tôi xin công bố giải thưởng của cá nhân thực hiện tốt nhất hoạt động ngày hôm nay. Đó chính là 20 triệu tiền mặt. Xin mời Các chuyên gia sẽ cho tôi biết trong top 3 thí sinh vừa rồi, ai là thí sinh được đánh giá tốt nhất trong hoạt động ngày hôm nay? Mình cảm giác lúc đấy là mình tập phải nói là ok nhất trong 24 bạn hôm nay. Thì trong 3 bạn thì có một bạn mà tổng hợp các yếu tố lại nó nổi trội hơn, đó là Chip Nguyễn. Thật ra mình cũng không nghĩ là mình sẽ là người sẽ thắng. Chip cũng có sự chuẩn bị cho cái việc mà tập luyện. Vậy thì xin chúc mừng Chip Nguyễn. Thì nói chung là mình cũng luôn luôn muốn để mình không bao giờ chủ quan, cố gắng tự nhắc mình để mình cố gắng tiếp tục thắng. Vậy thì các bạn ơi, các bạn sẽ chuẩn bị bước vào những thử thách chính thức của mình trong tập này với đội hình vừa được thiết lập. Và các bạn hãy luôn nhớ rằng đối với The Next Gentleman có một luật lệ không bao giờ thay đổi, đó là chúng tôi sẽ luôn luôn đổi luật. Xin cảm ơn tất cả các bạn và chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong một hoạt động mới. Hy vọng là các bạn sẽ có thêm nhiều năng lượng, có thêm nhiều cái sự tự tin, và đặc biệt là các bạn sẽ có thể làm việc nhóm thật là tốt cho hoạt động tiếp theo. Xin cảm ơn các chuyên gia của chúng tôi đã đến đây ngày hôm nay để chia sẻ với các thí sinh. Và bây giờ thì sẽ là lúc mà các bạn trở về vị trí của mình để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo. Các team khác ơi, hãy coi chừng nha, tại vì team của Nam hiện tại đang là một team rất mạnh. Mọi người đừng coi thường Nam nha, và team của Nam nữa.